Xin chào tất cả mọi người. Ok, hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái dự án có tên là Ink Protocol, hay chúng ta còn gọi là INK Protocol. Thì đây không phải là dự án ICO, và dự án này thì họ đã lên sàn từ hồi tháng 3, hiện tại đã có mặt trên CoinMarketCap. Và sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy đây là một dự án khá là đặc biệt. Lý do tại sao lại đặc biệt là bởi vì họ được cái nền tảng Ink Protocol được xây dựng bởi một cái trang thương mại điện tử đã có 9 năm trên thương trường, và họ đang rất là thành công. Và cái trang thương mại điện tử này có tới hơn 10 triệu người dùng trong cái thời điểm hiện tại. Và hiện tại thì họ đã tích hợp cái Ink Protocol và sử dụng cái đồng XNK vào trong cái nền tảng của họ, và 10 triệu người dùng phải sử dụng cái đồng XNK token để mà có thể mua bán trao đổi trên cái trang thương mại điện tử này. Thế thì trước khi đến với nội dung chính của video, thì với những cái bạn mà mới đăng ký kênh YouTube của mình, thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh, để khi nào mình làm những cái clip mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được thông tin và được update thông tin một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn đừng quên là follow hai cái kênh Telegram mình để ở dưới phần liên hệ. Ở mỗi video thì cái kênh Trading FOMO là cái kênh mà mình vẫn thường xuyên khuyên các bạn là tham gia vào trên này. Sắp tới mình thường xuyên update những cái xu hướng tín hiệu của thị trường của Bitcoin để giúp các bạn có thể nắm được cái xu hướng thị trường một cách tốt nhất. Và cái kênh News là cái kênh mà mình update những cái thông tin quốc tế quan trọng khác. Quay trở lại với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay, thì cái dự án Ink Protocol này họ được phát triển bởi một cái công ty và một cái trang thương mại điện tử có tên là Listia. Thì các bạn có thể Google thông tin về cái công ty Listia này. Đây là một công ty mà đã được thành lập vào năm 2009, có nghĩa là hiện tại họ đã có 9 năm có mặt trên thị trường. Và đây là một trong những trang web thương mại điện tử mua bán trao đổi đồ cũ rất là nổi tiếng trên thế giới. Và trang web này thì có cho tới điểm hiện tại là họ có 10 triệu người dùng đăng ký tài khoản trên Estina, trên 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 cái trang web thương mại điện tử Lestia. Và tổng số lượng sản phẩm mà đã trao đổi mua bán trên cái Lestia lên tới 100 triệu sản phẩm. Và có một cái điều đặc biệt ấy, là trong cái thời gian hoạt động trong suốt từ năm 2009 cho tới năm 2017, cái cách thức hoạt động của Lestia nó khá là khác so với những cái trang như là Amazon hay là như là eBay. Thì những cái trang như là Amazon, như là eBay thì họ sẽ phải mua hàng bằng tiền mặt, đúng không ạ? Bằng đô la hoặc là bằng tiền fiat của nước sở tại. Tuy nhiên là đối với Lestia thì họ sẽ phải sử dụng một cái đồng tiền chung gọi là Lestia Credit, và họ phải mua cái Lestia Credit để mà có thể mua bán và trao đổi trên cái nền tảng Lestia. Đây là một cái điều mà rất là đặc biệt, và họ đã khá là thành công so với cho cái chiến lược này, và họ đã kéo dài cái chiến lược này được tổng cộng là gần 8 năm. Và trước khi họ nhận ra được cái tiềm năng của blockchain và họ phát triển cái dự án Ink Protocol và họ sử dụng cái đồng XNK lên trên cái nền tảng của họ, thì khi mà các bạn truy cập vào trang web listia.com, đây chính là cái trang chủ và chính thức, và người dùng thì họ sẽ lên trên này, họ tìm những cái món đồ mà họ muốn mua, những cái món đồ đã qua sử dụng với cái giá rất là hợp lý và rất là phải chăng. Và các bạn có thể để ý là cái đơn vị để mà các bạn mua hiện tại nó không còn là Listia Credit nữa, mà nó là XNK. Nó chính là cái đồng token mà đã được list trên sàn CoinMarketCap. Hay nói cách khác là cái đồng token XNK này đã chính thức thay thế cái cách thanh toán cũ, và 10 triệu người dùng trên nền tảng Listia sẽ phải sử dụng đồng XNK này để có thể mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như là làm những cái nhiệm vụ để có được điểm thưởng. Thì cái điều đặc biệt mình cảm thấy ở cái dự án này ý, đó là trước đây thì mình cũng đã từng tìm hiểu và review một số những cái dự án liên quan đến thương mại điện tử. Tuy nhiên là cái vấn đề của họ là họ sẽ phải phát triển cái nền tảng blockchain cũng như là họ phải phát triển cái trang thương mại điện tử song song với nhau. Họ phải build lượng khách hàng, họ phải build số merchant, số cửa hàng lên. Thì đó là những cái khó khăn mà họ sẽ phải gặp được đối mặt trong tương lai. Còn đối với Listia thì họ đã có sẵn một cái ứng dụng, một cái nền tảng đã có 10 triệu người dùng, đã có 9 năm hoạt động. Thế nên là khi mà họ phát triển một cái token và ứng dụng công nghệ blockchain về vào trong cái
nền tảng thanh toán của họ thì nó là một cái điều mà rất là dễ dàng để họ có thể làm được, và họ đã làm thành công. Và cái đồng XNK token là một cái đồng token nói chính xác là dùng để thanh toán. Nó là một cái đồng token mà đi đúng theo nghĩa đen mà crypto sinh ra, những cái đồng tiền điện tử sinh ra là để giúp cho chúng ta có được một cái phương tiện thanh toán xuyên biên giới một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thì XNK token mình thấy là một trong những cái đồng token hiếm hoi mà hiện tại đang thể hiện đúng cái vai trò như là một cái phương tiện để có thể thanh toán. Đó, đó là đôi nét về công ty Listia. Và vậy thì cái lý do gì khi mà Listia đã có gần 8 năm họ thành công với cái hình thức thanh toán bằng Lista Credit? Vậy thì tại sao họ lại phải chuyển sang đồng token XNK? Cái lý do thứ nhất là chắc chắn là cho chúng ta, những cái bạn mà đam mê về công nghệ và hiểu về blockchain, thì các bạn sẽ thấy là cái việc thanh toán decentralized trong tương lai nó sẽ là xu thế, có thể là tương lai gần hoặc tương lai xa nó sẽ là xu thế. Tuy nhiên là cái xu thế này nó sẽ không tránh khỏi. Và cái việc mà hiện tại những cái trang thương mại điện tử họ đã bắt đầu nghiên cứu để mà có thể cho ra cái đồng tiền riêng của mình rồi. Mình tin chắc là Amazon hay là eBay họ cũng đã có những cái đội ngũ để mà nghiên cứu về cái lĩnh vực blockchain và ứng dụng cái blockchain vào trong đối với cái nền tảng của họ. Thì Listia họ đã có vẻ là họ bắt kịp thời cơ một cách khá là nhanh chóng. Họ đã phát triển một cái nền tảng in protocol và họ đã ứng dụng ngay trên cái trang thương mại điện tử của họ. Và một số những cái điểm tính năng ưu việt của in protocol đem lại so với cả cái hình thức thanh toán cũ thì họ sẽ có hai mục đích chính. Một cái mục đích đầu tiên là khi mà họ phát triển một cái đồng token decentralized thì họ sẽ muốn bắt kịp với xu hướng của thế giới. Đó là một cái xu hướng trong tương lai. Và cái nền tảng Ring Protocol nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn có một cái gọi tính năng cao cấp hơn, và đó chính mới chính là cái tham vọng của họ. Có nghĩa là Ring Protocol nó sẽ là một nền tảng thanh toán cho những cái trang thương mại điện tử khác, và trong thời gian tới họ dự định là họ sẽ làm rất là mạnh cái việc marketing cũng như là họ sẽ kết nối với những cái partner để mà làm sao cho sẽ có những cái chợ, những cái trang thương mại điện tử chấp nhận cái in payment làm cái giải pháp thanh toán của họ. Còn cái việc mà họ áp dụng trên chính cái nền tảng Listia của mình thì họ đã áp dụng rất là thành công và rất là dễ dàng. Tuy nhiên là họ còn muốn là cái cổng thanh toán của họ và cái nền tảng in protocol được ứng dụng trên các trang thương mại điện tử khác. Thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn về cái dự án này. Ok, đầu tiên ấy là mình muốn chia sẻ một số những cái tính năng nổi bật của cái In Protocol. Tại sao họ lại phải phát triển một cái nền tảng blockchain decentralized để mà có thể gọi là bắt kịp với xu thế. Đầu tiên ấy là trong cái nền tảng In Protocol thì khi mà các bạn mua bán hàng online, các bạn thường để lại những cái feedback và những cái comment về cái món hàng đó, hoặc là về cái cửa hàng, về cái người bán cái món hàng đó. Và trong cái nền tảng In Protocol thì sau khi mỗi một giao dịch hoàn tất thì người mua họ có thể phản hồi bằng comment, hoặc là xếp hạng, nhận xét về cái dịch vụ mà họ được phục vụ bởi cái merchant trên trên cái trang thương mại Listia. Và tất cả những cái thông tin này được lưu trữ trên blockchain và nó sẽ được cộng đồng truy cập vào, và mọi người có thể xem những cái thông tin này và qua đó đánh giá xem là liệu cái người bán đó hoặc là cái người mua đó, cái merchant đó có phải là một merchant uy tín hay không. Thì họ áp dụng cái công nghệ blockchain vào trong cái việc này. Tuy nhiên nó cũng gặp một cái điểm mà mình nghĩ là họ sẽ phải có hướng giải quyết, đó là những cái trang thương những cái cửa hàng hoặc là những cái người cạnh tranh thì họ có thể comment những cái feedback không tốt về về cái cửa hàng đó, và có thể những cái comment này là không chính xác, thì mình nghĩ là họ sẽ cần phải để ý hơn về cái điểm này. Đây chỉ là một cái điểm nhỏ mà thôi. Một cái tính năng nữa trên In Protocol đó là cái việc xếp hạng uy tín một cách decentralized. Có nghĩa là khi một người bán, ví dụ như các bạn tham gia vào bán trên nền tảng Listia, thì các bạn sẽ có những cái điểm đánh giá uy tín của các bạn. Các bạn, cái thông tin về lịch sử giao dịch, về feedback của người dùng và tất cả những cái thông tin này sẽ được lưu trữ trên hợp đồng thông minh, và những cái người mua sau họ hoàn toàn có thể check và xem được những cái thông tin này
và những cái thông tin này là những cái thông tin mà không thể thay đổi, là một cái ưu điểm của blockchain và Lestia họ muốn ứng dụng vào. Một cái tính năng nữa trên nền tảng Ink Protocol đó chính là cái việc giải quyết tranh chấp với bên thứ ba. Ink thì sẽ, tức là Ink thì họ sẽ có một cái cách thức thanh toán khá là đặc biệt để mà đảm bảo được cái quyền lợi của người mua. Tức là khi người mua thanh toán ấy, thì các thẻ Ink sẽ được tự động hóa bởi những hợp đồng thông minh, là cho đến khi mà người mua xác nhận là mặt hàng của họ đã được nhận và đúng với cái mặt hàng đã được đăng ở trên nền tảng, thì token vào thời điểm đó thì token phát hành cho người bán và giao dịch sẽ được hoàn tất. Người bán họ sẽ phải đặt cược cái điểm danh tiếng của mình cho các token cho tới khi người mua nhận được hàng hóa và xác thực là hàng hóa đó chính xác là cái hàng hóa mà người bán đã đăng lên trên này. Và trong trường hợp có tranh chấp thì sẽ có bên trung gian giải quyết qua hợp đồng thông minh, và cái bên trung gian này họ cũng sẽ nhận được phần thưởng khi mà giải quyết thành công. Đó, thì đó là ba cái tính năng nổi bật của cái nền tảng Ink Protocol. Vậy thì những cái người tham gia trong cái hệ sinh thái này họ sẽ được hưởng lợi gì khi mà họ tham gia vào cái nền tảng Ink Protocol, đúng không ạ? Đầu tiên mà chúng ta có thể kể đến ấy là những cái người bán, những cái người bán những cái sản phẩm đó. Thì những cái người bán với cái việc ấy, trong tương lai Ink Protocol họ sẽ có một ứng dụng gọi là Ink Payments, và họ muốn là cái cổng thanh toán này sẽ được tích hợp vào những cái trang ví dụ như là Craigslist, Gumtree, hoặc thậm chí tham vọng hơn là Facebook sẽ tích hợp cái cổng thanh toán payment của họ và sẽ sử dụng cái đồng XRK token là cái đồng trao đổi trên trên những cái trang thương mại điện tử tích hợp cái nền tảng Ink Payment. Và khi người bán họ sử dụng cái nền tảng giao thức Ink Protocol ấy, thì ví dụ như là họ đã có một cái cửa hàng trên Listia và họ đang làm rất tốt, được feedback rất là tốt và điểm uy tín rất là cao, thì ví dụ như là một cái trang thương mại điện tử khác cũng sử dụng cái nền tảng Ink Protocol và app và sử dụng cái Ink Payment, thì cái người bán này họ hoàn toàn có thể chuyển cái dữ liệu của mình trên cái trang web Listia sang cái trang thương mại điện tử kia. Có nghĩa là một người bán họ hoàn toàn có thể sử dụng được cái điểm uy tín của mình bất cứ trên một trang thương mại điện tử nào mà tích hợp cái nền tảng và cái giao thức Ink Protocol, thì đó là cái lợi ích của người bán. Và người mua ấy, thì họ sẽ có những cái lợi ích gì? Thứ nhất là người mua họ sẽ chọn được những cái người bán uy tín có, và họ dựa trên những cái review từ rất là nhiều những cái trang thương mại điện tử khác nhau mà tích hợp cái Ink Protocol. Cái thứ hai là nhận được khi họ nhận hàng và dịch vụ họ nhận được tốt thì họ mới xác nhận là để trả tiền. Đó, như vậy họ là cái người được hưởng lợi. Và những cái người hòa giải khi mà có những cái tranh chấp khi xảy ra thì họ sẽ nhận phí từ những cái giao dịch XNK là phần thưởng của họ. Và những cái trang thương mại điện tử hay còn gọi là marketplace mà tích hợp cái nền tảng Ink Protocol thì họ sẽ được sử dụng cái cổng thanh toán một cách miễn phí, và họ sẽ được hưởng lợi từ những cái phát triển của Lestia vào cái cổng thanh toán này. Họ sẽ không mất công phải phát triển thêm cái cổng thanh toán của họ. Thì đó là những cái ưu và nhược điểm của đấy là những cái quyền lợi mà những cái người tham gia vào dự án Ink Protocol họ sẽ nhận được. Đó, thì trang web của họ các bạn có thể xem qua một số những cái thông tin về tiểu sử của Lestia đó, rất là nhiều những cái con số có thể nói là rất là ấn tượng. Và ngoài ra thì Lestia Investor là những cái những quỹ mà đã đầu tư vào cái công ty Lestia, có thể kể đến như là General Catalyst, Combinators, hoặc là quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz hay là SV Angel. Đó là những cái quỹ đầu tư vào cái dự án Lestia từ những cái ngày đầu tiên. InPay như mình đã chia sẻ với các bạn là trong tương lai họ đang tập trung vào phát triển một cái cổng thanh toán có tên là InPay, và trong cổng thanh toán này thì sẽ sử dụng cái đồng token XNK, và họ muốn, mong muốn họ sẽ tìm kiếm những cái trang thương mại điện tử khác hoặc là những cái nền tảng khác sẽ áp dụng cái ứng dụng InPay để mà có thể giúp cho cái việc
giao thương hàng hóa cũng như là cái việc đánh giá của khách hàng với một cái người bán nó được chính xác và khách quan hơn, thì đó là cái tham vọng của họ. Ngoài ra thì họ còn có những cái partnership trong mảng e-commerce cũng khá là tên tuổi, mà các bạn có thể check ở trên trang web của họ rất là nhiều partnership khác nhau, thì cũng không có gì là lạ khi mà đây là một cái nền tảng mà đã có 9 năm trên thương trường, thì mình nghĩ đây không phải là một cái điều gì quá lạ đối với cái nền tảng Listia. Đồng token XNK như mình đã chia sẻ với các bạn sẽ là cái đồng sử dụng chính trong tất cả những cái trang thương mại điện tử mà áp dụng cái in protocol, và Listia là cái trang thương mại điện tử đầu tiên sử dụng XNK làm cái phương tiện để mà có thể trao đổi và thanh toán. Ok, đấy là những cái thông tin cơ bản và một số những cái thông tin khác, ví dụ như là về roadmap. Roadmap của họ là một trong những cái roadmap mà rất là chi tiết mà mình đã từng đọc. Họ có sẵn những cái gọi là công việc của họ cho từng tháng một, như là quý 2 chẳng hạn, thì họ sẽ quý 2 năm 2018 họ sẽ launch cái in pay app và sẽ cố gắng là kết hợp in pay partnership và những cái công việc khác. Quý 3 năm 2018 và quý 4 năm 2018 họ sẽ cố gắng là làm sao cho các bên đối tác của họ có thể thấy được tiềm năng cũng như là cài đặt cái ứng dụng InPay vào trong ứng dụng của họ. Đó là cái nhiệm vụ trong năm 2018. Có đến đối với năm 2019 thì họ cũng có những cái nhiệm vụ mà họ đã list ra rất là chi tiết. Thì mình thấy là cái tham vọng của họ chủ yếu là họ muốn làm sao cho càng nhiều trang thương mại điện tử sử dụng cái nền tảng In Protocol và sử dụng cái đồng XNK token để mà làm phương tiện trao đổi thanh toán càng nhiều càng tốt, thì họ sẽ hướng tới cái mục tiêu này. Còn cái việc ứng dụng trên cái Listia thì nó rất là dễ dàng khi mà họ đã có sẵn một cái lượng người dùng rất là khủng và cái dự án của họ đã chạy được 9 năm, thì cái việc mà họ ứng dụng ngay vào trong cái nền tảng sẵn có của họ nó là cái điều rất là dễ, và mình cho rằng đấy là cái điểm cộng rất là lớn của cái dự án In Protocol. Và một số những cái thông tin liên quan đến một đội ngũ team mình cũng muốn chia sẻ cho qua cho các bạn. Thì đội ngũ team của dự án In Protocol thì phần lớn, nếu như không muốn nói là hơn 90% là đến từ công ty Lestia. Đơn cử như là CEO của dự án là ông Guy Hoang Choang, thì cũng là founder của Lestia, ông đã thành lập nên Lestia từ năm 2009. Và ông là một trong những kỹ sư phần mềm cho G Sales Communication và đã thành lập nên công ty G Technologies. Ngoài ra một số những cái đồng sáng lập của dự án cũng đến từ Listia, ví dụ là James Fong là đồng sáng lập và là chủ tịch của Listia, hay là Ji-hyun Chuang là trưởng phòng sản phẩm cho Listia cũng tham gia vào cái dự án In Protocol này. Và đặc biệt là chúng ta có một người Việt Nam có tên là Phạm Ngân là giám đốc công nghệ của Listia, thì Phạm Ngân đã có bằng cử nhân khoa học máy tính của Đại học California vào năm 2007. Và ông trước đó từng làm trợ lý cho Stellar Tech Research và là một kỹ sư phần mềm cho StreamSend trước khi chuyển về làm giám đốc công nghệ cho Listia vào năm 2011. Và hiện tại thì ông cũng nằm trong ban đội ngũ lãnh đạo của cái dự án In Protocol. Một số những cái cố vấn của dự án mà chúng ta có thể kể đến, ví dụ như là Smith là tiến sĩ kiến trúc sư danh tiếng của hệ thống AI Consensus, hay là Philip Krim là giám đốc điều hành của Casper, hay là Lester Lim là cố vấn chiến lược cho Coin Phi và Self K. Thì nói chung là đội ngũ cố vấn của dự án này khá ổn, và một trong những cái điểm cộng nữa mà mình cũng muốn nói tới của dự án In Protocol đó là dự án này có một số có một cái nền tảng có tên là QuantStem. Đây là một nền tảng kiểm toán hợp đồng thông minh, và nền tảng này thì có thể giúp cho những cái giao dịch in tích hợp trên bất cứ một cái người bán hàng nào trên thị trường mà không gặp một cái lỗi bảo mật nào. Thì đó là một cái công nghệ mà In Protocol họ phát triển. Ok, đó là tất cả những cái thông tin về dự án cũng như là những cái thông tin về đội ngũ team. Thì nói tóm lại là dự án sẽ cho chúng ta một số những cái kết luận sau. Mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái dự án In Protocol này.
Thì về ưu điểm thì có lẽ là cái ưu điểm lớn nhất mà mình đã chia sẻ với các bạn ở đầu video đó là cái nền tảng Ink Protocol này nó không phải là một công ty startup mới hoàn toàn, mà nó đã được một công ty có 9 năm thành công trên thương trường thành lập, và họ đã tích hợp cái đồng token của Ink Protocol vào trong cái nền tảng của họ với 10 triệu người dùng. Thì đây là một trong những điều mà có lẽ là mơ ước của tất cả những cái trang thương mại điện tử khác họ muốn áp dụng blockchain. Thì họ đã sẵn có cái người dùng, thì đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó là cái ưu điểm mà mình cho là lớn nhất của cái dự án Ink Protocol. Ngoài ra ấy, thì cái việc áp dụng cái đồng XRK token vào thanh toán nó cũng là một cái xu hướng thể hiện rằng cái dự án này nó đang bắt kịp, đang đang bắt bắt cái xu hướng rất là nhanh. Và cái việc áp dụng cái đồng token XRK nó sẽ giúp cho cái khoản phí giao dịch rất thấp hoặc thậm chí là không mất phí đó. Và một cái ưu điểm nữa của dự án là họ có những cái quỹ đầu tư mạo hiểm chống lưng lớn như là Ant, Prescience, Hortiquist hay là Ease Combinator vân vân, và họ có cái sự hợp tác với QuantStem để mà kết hợp với để mà kiểm tra hợp đồng thông minh của họ. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái ưu điểm của cái dự án Ink Protocol. Ngoài ra một số những cái nhược điểm mà mình cảm thấy của cái dự án này, đầu tiên là đến từ cái tham vọng mà họ muốn ứng dụng cái Ink Payment vào trong những cái trang thương mại điện tử khác. Thì đây sẽ là một cái điều mà khá là thử thách đối với họ. Mình không nói là không thể, tuy nhiên nó sẽ rất là thử thách. Và khi mà những cái trang thương mại điện tử mà lớn ấy, thì họ thường có cái xu hướng là họ muốn phát triển một cái nền tảng và một cái đồng token riêng. Thế nên là việc áp dụng một cái Thế nên là việc áp dụng một cái đồng token của một cái nền tảng khác vào sẽ làm cái điều mà họ sẽ phải cân nhắc. Ngoài ra thì đội ngũ của họ thì mình thấy là họ chưa có nhiều kinh nghiệm về blockchain, mặc dù là họ đến từ Listia, cũng như là Ink App thì vẫn chưa thiết lập với những cái cổng, với nhiều thị trường P2P thường không xử lý thanh toán một cách trực tiếp. Và đó là những cái chia sẻ của mình về cái dự án Ink Protocol. Tuy nhiên tóm gọn lại thì mình nghĩ đây là một trong những cái dự án khá thú vị và khá là đặc biệt khi mà cái đồng token của họ đã trở thành một cái đồng token để mà thanh toán ở trên cái nền tảng Listia. Đây cũng là một cái điều mà rất là hay, và cái ứng dụng của blockchain nó đang dần được những cái trang thương mại điện tử lớn nghiên cứu và chấp nhận, và nó không chỉ trong cái lĩnh vực thương mại điện tử mà sẽ còn nhiều lĩnh vực khác họ đang nghiên cứu và họ dần chấp nhận cái việc sử dụng tiền mã hóa cũng như là áp dụng cái công nghệ blockchain. Thì mình hy vọng là qua mỗi những cái video review về một cái dự án thì các bạn sẽ hiểu thêm về blockchain, hiểu thêm về cái tiềm năng cũng như là hiểu thêm về cái cách mà blockchain sẽ thay đổi cái cách chúng ta thanh toán và cái cách chúng ta áp dụng vào cái công nghệ như thế nào. Thì cái đấy là cái mong muốn lớn nhất của mình trong mỗi một cái video review về các dự án. Đó, thì hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào có thể comment cho mình biết và mình sẵn sàng là giải đáp. Sắp tới nếu như có dự án nào thú vị thì mình sẽ tiếp tục review để giúp các bạn có được thêm những cái thông tin, kiến thức trong cái lĩnh vực và cái thị trường này, được không ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.